Vâng, lời đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị và bạn. Và trong thời gian vừa qua thì Mạnh Triều cũng rất cảm ơn những vị khách đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho em những cái sản phẩm ở tại cửa hàng, luôn đặt lòng tin và niềm tin để trải nghiệm và sử dụng sản phẩm của bên em. Thì quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ ngày hôm nay, thì Mạnh Triều em xin phép lại có một cái sản phẩm siêu lướt mới về cửa hàng để gửi tới quý anh chị và bạn cùng tham khảo. Vâng. Và những ai mà đam mê dòng xe nhập khẩu cũng như là thích cái chất xe nhập khẩu thì một chiếc xe gia đình 7 chỗ của Honda quý anh chị sẽ không thể bỏ qua đúng không ạ? Và chiếc xe hôm nay em muốn giới thiệu đó là chiếc Honda CR-V phiên bản G, bản giữa, sản xuất năm 2020, nhập khẩu Thái Lan. Một trong những chiếc xe đời chót nhập khẩu về thị trường Việt Nam những năm 2020 nhé. Và xe của em đăng ký tên tư nhân, biển số thành phố, một trụ sử dụng từ mới, lăn bánh được 1.700.000 km, cực kỳ đặc chất và mới. Sơn trên chiếc xe này em cam đoan với quý anh chị của bạn đến 99% là sơn zin. Thì ngay sau đây em Triều sẽ đi vào chi tiết chiếc xe để cho quý anh chị của bạn cùng trải nghiệm với em về chiếc Honda CR-V phiên bản G 2020. Và giá hiện tại cái thời điểm mà xe của những năm 2020 này là 1.023.000.000. Và cái giá ngày hôm nay em bán thì em sẽ đề cập ở cuối video. Rất mong anh chị để ý đến cuối cùng video để cho em được xin phép được báo giá tốt nhất nhé. Vâng, bây giờ em xin phép anh chị cùng em trải nghiệm. Vâng, với Honda CR-V phiên bản nhập khẩu và bản G thì quý anh chị nhận biết đầu tiên bản G thì nhìn vào cái đèn nét gầm này quý anh chị này. Đấy, cái đèn nét gầm là đèn bóng đây, bóng tròn, nó không phải là đèn LED giống như phiên bản G L nhá. Thì với bộ đèn thì cũng là đèn full LED, có LED daylight định vị ban ngày. Phần đèn nó rất là mới. Mặt ca lăng thì cũng được mạ chrome cao cấp, cực kỳ đẹp đúng không? Cái biển số cũ của xe này thì em đã rút hồ sơ nhá, nhưng cái biển số cũ khá là đẹp rồi, đuôi 66. Đấy. Thì cùng em trải nghiệm về cái chất lượng xe cũng như phần sơn si để xem là xe nó còn chất còn mới như những gì em đã nói không nhá. Đây. Vâng, với phiên bản G thì cũng trang bị một bộ vỏ Michelin cực kỳ là êm ái, la răng xoáy, phanh đĩa có ABS đúng không? Cái lốp Michelin này thì mọi người đi thì yên tâm luôn, nó là thương hiệu và cái bản chất nó đi rất là ok. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan báo rẽ. Đấy. Tay nắm cửa thì cũng không cần đến cái nút mở khóa nhanh, quý anh chị cứ cầm chìa khóa đến gần là nó sẽ tự mở để cho quý anh chị có thể là vào khoang bên trong. Đấy nhá, cái mâm xe tiếp theo này, cái mâm thứ hai phần đầu xe cũng là phanh đĩa ABS này, cũng là lốp Michelin nguyên dàn lốp theo xe với kích xe hơn 1 vạn. Còn với CR-V, với dòng xe Honda thì quý anh chị để ý nhiên liệu cho em này, cực kỳ tiết kiệm đúng không ạ? Ngoài đô thị chỉ có 5.7 lít, kết hợp 6.9 lít và trong đô thị là 8.9 lít, quá là tiết kiệm với một chiếc xe 7 chỗ, máy 1.5 turbo. Về đuôi xe, quý anh chị để ý con phần đuôi xe. Thì đây, phần bô là bô kép động cơ VTEC turbo. Cam đùi được thiết kế tại theo xe này nhé. Cam đùi. Với phiên bản này thì nó sẽ thiếu hơn so với bản L là cái cốp điện. Nhưng thôi, rẻ hơn là khoảng 70 triệu thì cái này người ta có thể độ được mà. Đây, quý anh chị để ý cho em cái phần khoang này. Những cái chi tiết nhựa còn rất là mới, đẹp. Đấy, mới đẹp. Phần ghế, hàng ghế thứ hai thì hàng ghế thứ ba này thì không có người ngồi. Và cái điều rất là hay ấy, này, em sẽ cho quý anh chị xem hàng ghế thứ hai. Vâng. Và tiếp theo ấy thì khi mà quý anh chị mà có thích ngả ghế này. Đấy, thì nó sẽ tạo cho anh chị một cái mặt phẳng khá là tốt để quý anh chị có thể để đồ, để đạc cực kỳ hợp lý. Đi chơi xa, những chuyến đi xa mà gia đình có 5 người thì khoang sau lại cực kỳ tiện lợi. Có thể là gập lốt hàng ghế kia vào làm một cái đệm, cái giường, cực kỳ là hay cho những chuyến đi chơi xa. Về phần chất lượng xe thì đi qua cùng em một chút về phần keo chỉ đi. Phần keo chỉ bên em khi mà mua xe thì lúc nào cũng check cho quý anh chị và bạn tất cả những cái thông số là chuẩn chỉ nhá, từ keo chỉ rồi là khung gầm.
Và đây đang quang quay hơi bị ngược sáng một tí là cái chất lượng hình ảnh nó không được tốt lắm. Thì quý anh chị thông cảm cho em. Nếu mà quý anh chị nào quan tâm thì có thể là liên hệ với em qua số Zalo. Em sẽ gửi lại những cái hình ảnh chi tiết về những gì mà em đang quay là hơi bị tối, chất lượng hình ảnh nó hơi kém nhé. Đây, thì đi tiếp về cái phần sơn si cũng như là phần bên vế bên này của xe. Tiếp đến là em sẽ đi vào cái phần nội thất để cho quý anh chị và bạn có thể là trải nghiệm với em phần nội thất, xem là xe có còn mới, còn chất, còn đẹp, còn zin hay không nhé. Nào, ngay sau đây hãy đi cùng em. Đầu tiên là khoang hành khách ở hàng ghế thứ hai nhá. Với phiên bản này thì về phần chất lượng đầu tiên đi đã, cánh cửa này tất cả những con ốc còn rất là mới. Rồi. Tiếp đến là phần táp ly. Thì ở với phiên bản G thì cũng đã trang bị cho quý anh chị là bọc da rồi là vân gỗ theo xe, nó như phiên bản L không khác. Tiếp đến phần chất lượng da ở trong khoang ghế thứ hai. Thì như em đang quay thực tế như này thì quý anh chị để ý cho em và hãy đưa ra nhận định với em xem là với một cái chất xe vặn bậy thì ghế da này có đúng không? Đấy, đó là một câu hỏi đúng không? Cũng là câu hỏi rất là hay của mọi người khi đi mua xe, là với cái chất liệu da như thế thì liệu có đúng không? Cửa có đường hòa hàng ghế thứ hai nhá. Và đây là cửa gió hàng ghế thứ ba nhá. Nhớ anh chị bảo là không có cửa gió ở đây, cửa gió hàng ghế thứ ba. Đấy. Có kết hợp là những cái chức năng cắm sạc pin cũng khá là tiện lợi cho những người ngồi phía sau. Đây. Táp ly cửa bên này nhá. Rất là mới. Những chiếc xe đi lướt đời cao, đó là một trong những cái sự trải nghiệm xe lướt cực kỳ là yên tâm. Tiếp đến này, cùng để em để ý cái khoang nội thất này. Khoang nội thất của xe. Đấy, quý anh chị sẽ trải nghiệm em. Vô lăng tích hợp phím. Cruise control ga tự động. Có những cái nút chờ này, đó là lên bản L nó sẽ có nhá. Thêm những cái nút chờ, thêm chi tiết. Tiếp đến phanh tay điện tự auto hold, brake hold. Chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu này, cần số còn rất là mới, mới đét luôn. Đấy, phần táp lê, lô táp ly này. Em sẽ quay chi tiết những góc cạnh để cho mọi người cùng trải nghiệm nhé. Táp ly cửa. Màn hình cảm ứng to bản, có kết hợp cam lùi đầy đủ. Với phiên bản này thì nó sẽ ít hơn bản L hai túi khí. Em sẽ nói luôn. Rồi, đi tiếp với em về phần khoang khoang lái. Táp ly cửa bên ngoài này. Mép ghế, chỉ ghế chỉnh điện này, mép ghế còn cực kỳ là chất. Cân bằng điện tử. Xe thì full bảo hành bảo dưỡng hãng rồi. Quý anh chị đi thì yên tâm luôn. Đây nhé, km này 17.890 km. Mới đúng không? Cam lùi. Cam lùi thì ok, lát rồi. Đây nhé, điều hòa tự động auto hai vùng này. Đấy, màn hình cảm ứng điều chỉnh hoàn toàn ở trên trên này. Và ngay sau đây thì hãy đi cùng em về phần máy, một trong những cái phần quan trọng khi mà sử dụng xe cũ. Với phần máy thì là máy của nó là máy 1.5 turbo. Thì đặc biệt là với Honda thì dấu sơn nhà máy đánh cực kỳ nhiều ở trong tất cả những cái đầu ống kết nước rồi là những cái con ốc. Thì quý anh chị của em này, một bộ máy nó đánh quá nhiều, kể cả từ những chiếc CT độ lên. Đây nhá, ốc cao su trên máy này, ốc mặt máy này, giằng cò này. Tiếp nữa, mặt lạ cổ bô,
xem ngập nước hay không thì xem ốc cổ bô, đúng không? Cứ xem đi, càng nhiều con ốc càng tốt quý anh chị ạ. Làm sao mà các bác quý anh chị có thể là quan sát thật kỳ là kỹ này nhá. Ốc giằng đầu này, tiếp đến là phần ốc cabo vâng đấy. Thì tất cả những cái phần keo chỉ rồi là những cái con đường dập khuôn của nhà máy còn cực kỳ là tốt này, cực kỳ là chất, còn nguyên zin nguyên bản. Thì xe bên em bán ra luôn cam kết cho quý anh chị chất lượng và có bảo hành sau khi mua bán, thì quý anh chị hãy cứ yên tâm mà sử dụng cái sản phẩm bên em. Em hứa là sẽ có những cái sản phẩm cực kỳ là tốt đến tay khách hàng nhé. Thì với chiếc Honda CR-V với giá khoảng hơn 1 tỷ và nó là bao nhiêu thì hãy liên hệ với em. Giá sẽ là tốt nhất khi quý anh chị đến tại cửa hàng hoặc là liên hệ trực tiếp với em nhé. Mạnh Chiều xin phép được có những cái chính sách hỗ trợ về giá cũng như việc sang tên đổi chủ, hỗ trợ ngân hàng một cách tốt nhất để cho quý anh chị và bạn có những cái lựa chọn thật sự là hợp lý khi bỏ tiền ra mua những cái sản phẩm của bên cửa hàng em. Thì kết thúc video thì em cũng rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi đến giây phút này, và em xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em Chiều xin cảm ơn và xin chào mọi người và hẹn gặp lại.